Khá Bảnh, Tùng Dương hay Phạm Tuấn đều rất nổi tiếng và kiếm tiền giỏi. Vì vậy, họ được rất nhiều cô gái đẹp yêu mến. Khá Bảnh đã từng có một mối tình đẹp với Hương Dương, và Phạm Tuấn cũng vậy. Anh và Trinh Thỏ đang có những tháng ngày đẹp nhất ở bên cạnh nhau. Họ quả thực rất xứng đôi, trai tài và gái sắc. Hai cô gái này mỗi người sở hữu một vẻ đẹp khác nhau. Với Hương Dương thì đó là nét đẹp dịu dàng, vừa mỏng manh, vừa yếu đuối. Còn đối với Trinh Thỏ đó là nét đẹp đằm thắm, thơ ngây, kèm chút sự nghịch ngợm và ngang bướng. Tuy đều còn rất trẻ nhưng Hương Dương và Phạm Tuấn đều sống hướng tới những điều tốt đẹp và biết lo lắng cho tương lai của mình. Hương Dương đang rất thành công trong công việc của mình. Cùng với đó là một loạt các sản phẩm đang được cô bán rất chạy trên mạng xã hội. Từ một cô gái luôn được Khá Bảnh quan tâm lo lắng từng chút một, đến nay cô đã tự đứng vững trên đôi chân của mình và đang có những bước tiến vững chãi về phía trước. Còn đối với Trinh Thỏ, cô thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cả Hương Dương, nhưng cô rất biết quan tâm và luôn là người tư vấn, người góp ý cho Phạm Tuấn trước những công việc nhiều rủi ro. Cũng như Hương Dương, cô cũng là người giỏi trong kinh doanh buôn bán các mặt hàng về chăm sóc sức đẹp trên trang cá nhân của cô. Cả Hương Dương và Trinh Thỏ không những chỉ đẹp, có tính cách dễ thương mà đó còn là những người phụ nữ giỏi giang trên mặt trận kinh doanh. Họ luôn là động lực của Khá Bảnh và Phạm Tuấn, là hậu phương vững chắc mỗi khi Khá Bảnh, Phạm Tuấn xa cơ.